Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình cũng làm cái video này cập nhật lại một số cái cặp quan trọng cho các anh chị các bạn theo dõi nhá. Bitcoin, vàng, dầu và chứng khoán. Thì ban đầu với Bitcoin thì các anh chị các bạn cũng thấy là xu hướng Bitcoin trước đó mình đã chia sẻ cho mọi người là một cái xu hướng giảm khá là rõ ràng rồi. Vừa rồi thì những cái đợt nó phá xuống giao cắt EMA 20 này và 50 ở đây đúng không? Sau đó tiếp một đợt đây nữa thì cũng là những cái dấu hiệu mà mình đã báo cho các anh chị các bạn biết. Đồng thời nó cũng tạo cho chúng ta những cái dấu hiệu của đỉnh thấp hơn đúng không ạ? Và đáy thấp hơn. Thế này. Và những cái dấu hiệu này thì cho chúng ta một cái dấu hiệu nhìn nhận của một xu hướng giảm nó rõ ràng. Sau gần một tháng vừa qua chủ yếu là sideways ở cái vùng khoảng là 18k đến vùng là 20.5k thì thị trường chỉ tích lũy vùng này và không có một cái sóng mạnh. Với những cái dấu hiệu tích lũy như thế này mình rất là đáng ngại với thị trường Bitcoin nhá. Đây là một cái ngưỡng hỗ trợ mạnh được rất nhiều các anh chị các bạn quan tâm. Tuy nhiên là với những cái dấu hiệu mà thị trường liên tục này, các bạn thấy này, liên tục có những cái dấu hiệu này về test đúng không ạ? Sau đó ở đây các bạn thấy liên tục có những cái dấu hiệu như thế này và 400 lần nó đã về rồi và không có phá qua được thì nó tích lũy một thời gian và những cái cơ hội này mình nghĩ là thị trường có thể là phá vỡ và sẽ còn có một cái đợt giảm mạnh xuống nữa khoảng là 16-17 ngàn. Thì hệ thống của mình thì cũng đều hỗ trợ cho xu hướng giảm. Có nhiều các anh chị các bạn cứ nghĩ đây là một vùng cầu của Bitcoin hoặc là có thể gọi là vùng hỗ trợ của Bitcoin đó, các bạn hay dựa vào để các bạn giao dịch. Tuy nhiên là mọi người phải chú ý một điều, vùng hỗ trợ hoặc là vùng cầu không phải là một cái vị trí mà chúng ta mua lên, mà đó chỉ là một cái vị trí mà chúng ta cần quan tâm đến những cái biến động của thị trường để chúng ta đưa ra những cái quyết định thôi. Bản thân mình thì mình đang rất lo ngại vì là tất cả những cái dấu hiệu trên cái hệ thống của mình đều hỗ trợ cho xu hướng giảm. Từ những cái dấu hiệu ngắn nhất là nến này, các bạn thấy nến vừa rồi giảm 4-5 cây liên tiếp này trong tuần vừa rồi này. Thứ hai là những cái dấu hiệu của mô hình giá là những cái dấu hiệu đỉnh đáy đó, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước và nó vẫn đang nằm dưới một cái đường trend xu hướng giảm. Đồng thời trên cái hệ thống của mình thì mình hay dựa vào giao cắt EMA 20-50 thì từ cái vị trí trên này mình cũng đã cập nhật rồi, giá phá qua giao cắt và những cái đợt hồi chính là những cái cơ hội chúng ta bán xuống. Vừa rồi các bạn cũng thấy là hồi về cái vùng nào đây ạ? Cái vùng mình hay chia sẻ với mọi người đó là cái vùng EMA 20 và 50 và tiếp tục thị trường phá xuống. Thì với những cái dấu hiệu như thế này thì mình vẫn tiếp tục hướng tới Bitcoin đang trong xu hướng giảm nhá. Thì mọi người có thể tham khảo cái tín hiệu sau đây. Ở đây thì chúng ta sẽ chờ hồi về một chút, có thể là về cái chạm ở trên này một chút rồi chúng ta tiếp tục hướng xuống cái xu hướng của Bitcoin nha mọi người. Tại vì là những ngày vừa qua thì nó cũng đã giảm tương đối là sâu rồi. Và chúng ta cũng thực hiện một cái thiết lập giao dịch là bán ở vùng này và có một cái vị trí dừng lỗ rất là đẹp, đó là cái đỉnh tạo thành ở đây cũng đồng thời là trên cái đường trend xu hướng này và chúng ta sẽ tiếp tục hướng tới. Cái đợt quét đáy này mình nghĩ là có thể là xuống sâu về cái vùng khoảng 16-17 đó, nên là các bạn cân đối nhá. Còn tỷ lệ thì mọi người chỉ cần là tỷ lệ 1-1.5 hoặc là 1-2 là chúng ta cũng đã có lợi nhuận rồi. Trong cái giai đoạn này á, thật sự nếu mà giao dịch dài hạn đa phần các anh chị các bạn nên đứng chờ khi nào có những cái lực nến thật mạnh thì chúng ta mới mua lên, còn bây giờ thì khá là nguy hiểm trong dài hạn cũng phải chờ thêm, còn ngắn hạn thì các bạn có thể lướt theo những cái con sóng này và chúng ta có những cái vị trí dừng lỗ và chốt lời nhá. Đó thì đây là cái xu hướng Bitcoin mà mình sẽ dự đoán trong những ngày tới nên các anh chị các bạn có thể tham khảo. Ở đây tiện thể mình cũng thông báo luôn cho các anh chị và các bạn một cái chương trình khuyến mãi rất là tốt ở sàn RiseXBT. Sàn sẽ dành riêng cho cộng đồng của Nguyễn Hữu Đức Trader một số cái chương trình khuyến mãi rất là tốt. Cái chương trình đầu tiên đó là mọi người sẽ được khuyến mãi 7% deposit này và tối đa lên đến 7.000 đô, và nếu các anh chị các bạn sử dụng những cái mã code này của mình thì có thể được giảm sử dụng đến 25% phí giao dịch đó. Và có một cái chương trình rất là tuyệt vời dành cho các bạn, đó là 30 code 50 đô và 5 code 100 đô. Đầu tiên á, thì sẽ ưu tiên cho những cái anh chị các bạn nạp bằng cái số tiền thì sẽ được nhận cái số code đó. Ví dụ các bạn nạp 50 đô thì các bạn sẽ nhận được cái code 50 đô. Và cái code 50 đô này các bạn không được rút, nhưng mà các bạn giao dịch có lợi nhuận thì mọi người được rút. Và sau đó nếu lượng code mà còn thì mình sẽ tặng free cho các anh chị các bạn.
Nên những cái gì các bạn quan tâm về sàn RiseXBT thì cũng có thể tìm hiểu thông tin, mình có chia sẻ với các anh chị các bạn những cái chương trình khuyến mãi gần đây của sàn cung cấp dành riêng cho cộng đồng của Nguyễn Hữu Đức Trader rồi. Thì có những cái video trong kênh của mình, mọi người có thể xem lại nhá. Thì nếu các anh chị các bạn muốn nhận cái code này thì có thể là điền cái form ở bên dưới cái phần mô tả của video để được nhận code nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua phân tích vàng. Các bạn thấy là xu hướng của vàng vẫn là xu hướng giảm. Và vừa rồi thì các bạn thấy là nó về nó chạm lại cái đường kháng cự của đường chen xu hướng giảm. Mình cũng đã chia sẻ trước đó với mọi người đúng không? Và nó đã giảm mạnh. Đây, 3-4 cây liên tiếp trong tuần vừa rồi. Cái này cũng giống như dự đoán của mình đã chia sẻ với các bạn trước đó, là cái xu hướng thì thường thường nó sẽ tạo thành một cái nhịp điều chỉnh về. Trước đó ở cái vùng này mình có hướng đến cho các bạn là mình sẽ mua lên ở đây và kỳ vọng lợi nhuận về cái việc mà chạm đường chen xu hướng này. Và sau khi nó chạm thì nó xuống, thì bây giờ mình sẽ hướng tới mua lên nha mọi người. Tại vì nó sẽ hướng tới cái kịch bản như thế này. Chúng ta sẽ hướng tới là nó sẽ về nó test lại cái vùng đáy này và tạo đáy ở khu vực này để hình thành như cho ta cái gì ạ? Hình thành cho chúng ta một cái mức đó là đáy sau cao đáy trước và sẽ hướng tới xu hướng tăng. Thật ra cái giai đoạn này thì chúng ta đang đoán trước xu hướng một chút, không phải là một cái giai đoạn mà phù hợp để chúng ta giao dịch. Thì các anh chị để an toàn nên chờ một cái tín hiệu tạo đáy ở đây. Tín hiệu tạo đáy ở đây làm gì ạ? Là những cái cây nến tăng mạnh như thế này hoặc tăng mạnh như thế này. Ở đây là những cái mô hình xác nhận tăng, tạo đáy thành công, và chúng ta sẽ giao dịch theo mô hình đó và hướng tới chiều hướng như thế này. Thì bản thân mình thấy là vàng cũng đã giảm sâu rồi, và nguyên nhân giảm sâu chủ yếu là do đồng đô la tăng rất mạnh. Còn bản chất của vàng thì vẫn đang là có giá trị trong ở những cái giai đoạn mà thị trường đang bất ổn, tình hình chiến tranh cũng như là khủng hoảng dầu mỏ dẫn đến. Thì đây cũng là một trong những cái sản phẩm mà những cái lúc thị trường biến động mạnh hoặc diễn ra khủng hoảng sẽ có thể là khiến cho giá vàng còn đi lên nữa. Nên là các anh chị các bạn cũng có thể chú ý nhé, kịch bản mình hướng tới là ở đây sẽ là một cái vùng tạo đáy và sẽ hướng tới cho chúng ta thứ nhất là cái đáy sau cao đáy trước và sẽ dần dần tạo thành những cái mức phá vỡ đi lên hướng tới xu hướng tăng. Xu hướng thì bây giờ chưa có rõ ràng, tuy nhiên là mình sẽ ưu tiên với cái xu hướng tăng nó nhiều hơn. Mình sẽ đánh dấu đây là một cái hướng chính, cái giai đoạn tạo nhịp chính, và sau đó mình có thể là hướng tới test về. Các anh chị các bạn cũng chú ý là hoàn toàn có những cái khả năng thị trường xuống sâu hơn được đó nhá. Nên là mình mới bảo các anh chị các bạn nên chờ cái mô hình nến ở đây tạo thành, có những cái cây nến tăng mạnh thì chúng ta mới đi theo cái hướng mà mình đang phân tích đây nhiều hơn nha. Còn tạm thời nếu các anh chị các bạn không tin tưởng về một cái sự đảo chiều thì chúng ta cứ chờ đợi thôi. Còn ở vị trí này tất nhiên là cũng không phải là một cái vị trí mà chúng ta tiếp tục chúng ta sell là tốt nữa. Các bạn thấy là nên sell lúc nào ạ? Như hôm trước mình có nói các bạn rồi, các bạn có mua ở dưới thì kỳ vọng lên này, có sell thì chúng ta sell ngay ở cái vị trí kháng cự hợp lưu này. Các bạn không tin các bạn xem lại cái video tuần trước đi. Tuần trước mình có chia sẻ với các bạn cái điều này khi mà cây nến đó nó mới nằm ở đây thôi. Mình có chia sẻ các bạn và mình cũng nói các bạn là nếu có vào thì hãy kỳ vọng về đến cái vị trí này và nên thoát ra khỏi đây. Còn ở đây là cái vị trí mà chúng ta đưa ra quyết định có sell hay không này, hay là chúng ta đứng chờ đợi này. Còn đến vị trí này thì không còn là đẹp nữa cho chúng ta tiếp tục chúng ta sell nha. Và quan điểm của mình thì mình vẫn ưu tiên cho xu hướng tăng nhiều hơn. Hy vọng ở đây sẽ có một cái lực tạo đáy, có một cái cây nến tăng mạnh và hướng tới xu hướng tăng nha mọi người. Đó là cái kịch bản mà mình hướng tới xu hướng vàng trong thời gian tới. Tiếp theo đó là chứng khoán Việt Nam. Các bạn thấy là chứng khoán Việt Nam một cái xu hướng giảm rất là mạnh. Rất nhiều cái vụ việc trong thời gian vừa qua đang diễn ra, đúng không? Thì nó cũng kéo theo cái tâm lý của các nhà đầu tư bắt đầu sợ hãi. Rất nhiều các nhà đầu tư đã có lợi nhuận trong thời gian trước và phải mua một cái giá khá là cao. Tuy nhiên là bây giờ thì các bạn thấy là tâm lý bán tháo rất là mạnh rồi. Và quan điểm của mình thì bây giờ không phải là mới một cái giai đoạn bán tháo nữa, mà bây giờ là một cái giai đoạn giảm sâu rồi. Khi mà tham gia đầu tư thì chúng ta phải đưa ra quyết định thôi. Bản thân mình cũng đã mua vào cái vùng này. Cái lý do đầu tiên mình mua đó là đơn giản thôi. Đây được xem là một cái vùng hỗ trợ mạnh và nó tương đối là rõ ràng. Thì mình sẽ mua ở cái vị trí này. Ít nhất là mình sẽ hướng tới một cái đợt hồi điều chỉnh từ khoảng là 1025 đến khoảng về đến 1120 đi. Đó là một cái khoảng điều chỉnh của giá, rồi sau đó mình tiếp tục mình tính tiếp. Còn xu hướng chính của nó thì vẫn là xu hướng giảm, có thể là nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh rồi sau đó sẽ tiếp tục giảm thì sao.
Nhưng mà bản thân mình thì mình đánh giá ở cái giai đoạn này chúng ta mua cũng đã tốt hơn rất là nhiều người rồi, đúng không? Có xuống nữa thì chúng ta sẽ mua nữa. Về đầu tư chứng khoán mình nói rất nhiều với các anh chị các bạn rồi, đầu tư giá trị và cái lúc thị trường giảm mới là cái lúc chúng ta mua được giá tốt, và có mua thì cũng không nên mua hết số vốn ở thời điểm hiện tại, mà chúng ta có thể là chia nó ra để chờ đợi những cái cơ hội nếu mà không may nó xuống sâu hơn nữa nha. Còn bản thân mình thấy thì đây là một cái cơ hội đẹp và chúng ta có thể là mua, chúng ta hướng tới những cái đợt sóng hồi như thế này là cũng đủ rồi đó, hoặc là sóng hồi như thế này là cũng được rồi nha, tạm thời là như vậy. Các anh chị các bạn nào quan tâm chứng khoán Việt Nam thì có thể là hướng theo hướng này, vị trí này cũng được đánh giá là một vị trí tốt rồi. Trước đó mình cũng có phân tích cho các bạn rất là nhiều rồi ở đây, đúng không? Cái vị trí này, vùng này là một cái vị trí mà đánh giá là một cái vị trí hỗ trợ rất là mạnh nha mọi người. Rồi tiếp theo là giá dầu. Giá dầu thì trong những ngày vừa qua các bạn thấy là có những cái lực tăng rất là mạnh. Nhiều các anh chị các bạn hỏi mình là dầu bây giờ còn sell được hay không, hay là như thế nào. Thì bản thân mình lại thấy là dầu có những cái dấu hiệu đảo chiều ở trên cái hệ thống của mình rồi. Bây giờ các bạn thấy là dấu hiệu như thể đường chân xu hướng giảm hầu như nó đã phá rồi. Các bạn thấy là các bạn có lấy từ cái vị trí đỉnh nào thì cũng rõ ràng là cái đường chen này hầu như đã bị phá. Cái thứ hai nữa là các bạn thấy nó hình thành cho mình một cái vị trí đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đây, đúng không ạ? Và các bạn cũng thấy là giá đã phá qua giao cắt EMA 20 và 50, thì với những cái sóng như thế này mình đánh giá đây là cái sóng dẫn đường các bạn ạ. Đây là sóng dẫn đường và chúng ta chỉ chờ nó điều chỉnh về một chút rồi tiếp tục sẽ đi theo cái xu hướng. Đầu tiên chúng ta sẽ hướng lên đây và xa hơn chúng ta sẽ hướng lên trên này. Đây nha mọi người. Đó, chúng ta có thể là hướng những cái nhịp tiếp theo của giá dầu như vậy. Còn khi nào nếu mà cái lực này nó rất là mạnh, nó phá xuống giao cắt EMA 20 và 50 thì khi đó mình tính tiếp nha. Còn bây giờ cái hệ thống của mình đang hỗ trợ cho một xu hướng tăng. Giá dầu đã có những cái dấu hiệu tăng trở lại rồi. Đó, mọi người có thể tham khảo. Rồi chúng ta qua với chỉ số đồng đô la. Đồng đô la thì đã tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua. Các bạn thấy là hôm trước thì khi mà nó hồi về cái vùng EMA 20 50 thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, tốt nhất là về đến đây chúng ta nên thoát lợi, tại vì cái hệ thống của mình đã gặp các bạn gặp rất là nhiều lần ở đây rồi, đúng không? Thì mình cũng có chia sẻ với các bạn là nên chờ nó lên, nó test lại vùng đỉnh để tạo thành những cái mô hình đỉnh đáy để hướng tới xu hướng đảo chiều là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đó, những ai ăn được cái sóng hồi này thì chúng ta về đây chúng ta thoát lợi, đúng không? Xong nó lại chờ hồi. Bây giờ là cái cơ hội chúng ta sẽ tiếp tục hướng tới như vậy. Bây giờ là những cái lúc mà nó sẽ hướng tới tạo những cái mô hình đảo chiều. Mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, với giá của đồng đô la đã tăng rất là mạnh thì mình không có tiếp tục đu theo nữa và mình sẽ hướng tới những cái mô hình đảo chiều. Thứ nhất, để an toàn hơn thì các bạn nên chờ những cái mô hình nến giảm mạnh, ví dụ những cái cây nến giảm mạnh như thế này, cây nến giảm mạnh như thế này ở vùng này để tạo cho chúng ta một cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đó là an toàn hơn. Còn anh chị là các bạn nào mà kiểm soát vốn tốt, tâm lý tốt thì có thể là xử lý giải lệnh ở cái vùng này cũng được. Đó thì tùy theo cái cách lựa chọn của các bạn. Còn bản thân mình thì lên cao quá rồi, mình sẽ hướng tới những cái mô hình đảo chiều, đó là mô hình đỉnh đáy hoặc là mô hình hai đỉnh. Cũng có thể là lên đến mô hình hai đỉnh nha mọi người. Nên là những cái kịch bản này các anh chị các bạn cũng phải quan tâm để lường trước nó như thế nào. Còn tốt nhất thì các bạn nên chờ một cái dấu hiệu tạo đỉnh ở đây rồi các bạn mới tham gia thì nó sẽ tốt hơn, có cho các anh chị các bạn một cái vị trí dừng lỗ nó tốt. Còn bản thân mình thì nếu các anh chị các bạn cần thiết vẫn vào đây được và đặt dừng lỗ trên cái đỉnh này đó. Còn đồng đô la mình sẽ hướng tới xu hướng giảm. Đồng đô la kéo theo rất nhiều các yếu tố khác nhau, các bạn thấy đúng không ạ? Ảnh hưởng rất nhiều các cặp tiền tệ đồng euro, đồng yên Nhật, rồi đồng bảng Anh, đúng không ạ? Cũng tác động trực tiếp đến vàng, Bitcoin. Đó, rất hy vọng trong thời gian tới đồng đô la có thể là giảm để hướng tới một cái xu hướng đảo chiều trong thời gian tới nha. Rồi, mình xin nhắc lại một chút là hiện tại thì mình đang có 30 cái code 50 đô và 50 code 100 đô dành riêng cho cộng đồng của mình. Cái code này sẽ ưu tiên cho những cái anh chị các bạn nào nạp tiền thì cái số tiền bằng với cái số tiền mà được nhận code. Và các bạn chú ý là cái này thì các bạn hoàn toàn có thể là một cái tài khoản riêng lẻ, có nghĩa là các bạn tạo hai cái tài khoản, đúng không? Các bạn nạp vô một cái tài khoản và các bạn nhận code một cái tài khoản thì các bạn vẫn được giao dịch hai cái tài khoản. Một cái tài khoản của các bạn nạp vô 50 đô và cái tài khoản các bạn giao dịch 50 đô và có lợi nhuận thì các bạn rút về. Thì đây là một trong những cái mà mình nghĩ là cũng không có mất các anh chị các bạn làm gì. Đây là một cái chương trình mà sàn muốn là cho các bạn làm quen với sàn để tiếp cận với sàn xem nó như thế nào. Và hiện tại thì ở trên RiseXBT mình cũng có đang giao dịch ở trên đó và cũng có tài khoản.
Thì hiện tại mình cũng đang giao dịch trên RXPT, thì mình thấy sàn cũng có khá nhiều các sản phẩm. Các bạn có thể là vừa giao dịch này crypto này, vừa có thể là giao dịch forex và các chỉ số CSD đó, tương đối là đầy đủ. Ngoài ra thì nó cũng có chương trình copy chain và mình cũng đang có tài khoản copy ở trên này và đang giao dịch. Đây, các bạn cũng có thể theo dõi cái tài khoản này. Thì nếu các anh chị các bạn nào cần hỗ trợ bên sàn RXPT thì cũng có thể liên hệ mình, và có cái chương trình tặng code đó. Đầu tiên sẽ ưu tiên cho những anh chị các bạn nào mở tài khoản xác minh và nạp tiền trước, còn sau đó nếu mà còn thì mình sẽ tặng free cho các bạn những cái mã code đó nhá. Rồi các anh chị các bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ mình. Chào các anh chị và các bạn.